cô chú các anh chị em nha, để đón kênh channel với Sài Gòn. Nay là theo đoàn chân đoàn quân sư đồng nhân giữa đường tiếp tục ở quận 7, vào ngày quận 7 nha. Chị em nha, đến với kênh channel người Sài Gòn. Nay là đoàn dân giữa đường đang ngủ ở trong khu nhà giàu ở bên đường Nguyễn Trọng Thủy nha, của hãng đoàn Liên Kêu Đồng nhà Công Đức đầu năm ở khu nhà giàu đó. Cái cọp luôn rồi. Quá trời người thật luôn. Quá đẹp luôn. Chị vào đây em chụp cho. Em chụp cho rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.